Hiện tại thì mình có tạo một cái group Facebook về cờ Liên Quân Garena cùng LNB Channel. Đây là cái link của cái group cờ Liên Quân cùng LNB của chúng ta. Anh em có thể bấm vào tham gia ở chỗ này. Và sau đó anh em nhấn vào cái chỗ thông báo tất cả bài viết. Rồi, nếu được thì anh em ghim vào nó luôn nha anh em, để cho mình có thể truy cập vào cái group này nhanh chóng nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Thôi, chân này chắc ám đi. Bỏ mấy thằng kia đi. Nghỉ chơi mấy kia đi. Hơi quá. Thiệt luôn á, thú nhân. Hay hạng nhất 13 vàng, ok, vô có đồ là ngon rồi đấy. 52 đây, ok. Ôi tụi cái gì, lên 2 sao không, 2 sao đây. Bạn hết, không có chơi, chơi với mấy bạn gì hết á. Tôi vô đây đủ rồi. Tinh tử Willen mới vô giết người nha em. Đấy, đúng rồi, hay quá Willen này. Bào đó. Đó, chặt đầu nó ra. Ok. Này quyết tâm không có thú thiết gì hết á. Quê rồi. Omega luôn ghê nhỉ. Ô. Hayate định lên 3 sao luôn hay sao ấy. Hay sao đây? Rồi, ổn luôn. Bán. Rồi, để dành tiền thôi. Rồi, đến tiền thôi. Có gì mua đó, không có thì thôi, khỏi mua. Hayate nè. Hello anh em đang xem. Hello mọi người nha. Ừ, ăn được ông này ơi. Ồ, ông này ông bán máu à. Thu nhân. À, ông đang kiếm con Bena này. Đang kiếm Bena này. Một nhà sát thủ đã hình thành. Này, ồ, quên ha. Thôi, cãi đi. Khoa học, ba ông khoa học. Sát thủ. Thủ đây. Ok.
thú nhân rồi, full thú nhân nữa. Quay cái đó đúng rồi, quay để cho có cái để quay đấy, không quay được gì nữa. Ờ đánh nhanh thêm mình. Ok liệm là ổn đấy, liệm là ổn á. Tôi lại hơn cái liềm. Sát thủ luôn ghê. Penny nữa nè, ngon lành nè. Bán hàng mập, bán bánh hèn. Ôi ôi, dress đồ cái kiểu ngon vãi. Vãi chè anh em à. Greasy chứ cái. Greasy hồi có thể kích hoạt được cái thằng teo nát vô nữa. Trời cũng ngon phết đấy. Quá ngon. Cho nó cho mình sát thủ anh em. Cho mình sát thủ khá là nhiều nha. Tôi không chơi. Giờ tôi chơi thằng sơn quỷ. Không chơi mấy ông đâu. Mấy ông tưởng là mấy ông. Thế này đi. Thôi 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 thôi. Cứ vậy đi. Cứ y cũ đi ha. Thấy không? Ông này ông đang roll con Bena nè. Ôi mà. Ôi nó có sách rồi hả? À không phải. Ôi tưởng nó có sách rồi chứ. Hết hồn. Ôi bắn thúng phải nồi luôn anh em à. Hơn là team mình đẹp trai hơn nên là giết được á. Ngon. Rồi ông cũng 6 chứ bộ. Đâu được nữa. Bạn lọc hả? Trời nó ngang nãy giờ là không thôi là full này. Full cái gì luôn rồi đó. Full thú nhân cho mình nữa. Nhưng mà mình quyết tâm không có chơi thú nữa. Thú đủ rồi. Một nhà sát thủ, hai nhà sát thủ. Mình đang build thằng sân quỷ. Ra thêm một cái sách chi hồn đi. Thiệt luôn á. Và yêu cà phê đi luôn á. Hello mọi người đang xem nha. Hello anh em nha. Mọi người xem cho mình xin một like với nha anh em. Đâu mà liệm. Ôi liệm đâu mà nhiều thế anh em. Hai liệm thì cho hàng Master xoay cho nó sướng. Rồi tết rồi. Này vô. Này vô không được gì hết. Này vô cũng không được gì luôn. Này vô thì được. Này vô được thì cho thằng này. Đây coi coi. À cho này dặm cái đi. Giờ mới vô cho dặm cái đi cho vui ha. Vô nhà vô cửa. Rồi. Cho đi. À cho đi. Này mới vô dặm liền luôn rồi. Dặm là nát đầu bên kia luôn á. Ôi gặp sát thủ luôn gì hết.
chưa hết ba. Nè nè vô nè, sát thủ nè, bỏ máu chưa, chắc cũng bỏ máu đó. Quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi, dặm cái thôi, cái cho vui thôi. Ngáo đầu chưa anh em? Rồi đúng bài luôn rồi này. Rồi coi, rồi thử cho cái này coi mới vô dặm hay không nha. Ồ ồ Ron nhẹ, nhẹ cái nữa nè, nó tơ luôn trời, Ron là bá cháy luôn anh em, ngon lành. Nè vô dặm nè, nhảy nha em, nhảy é đúng đó. Thằng nào đánh nó đi, đánh đi ấy, sao nó chưa hồi nữa, sao mày đánh nó vậy, đốt nó đủ cái kiểu chứ anh em. Đó đó, đánh đi, đánh đó. Ui sao nó hồi, ui nó sao, sao nó hồi như quần đùi người ta vậy, phải nồi nhảy é đúng. Trời ơi hồi mà nhảy vẫn chết à, thiệt, nhảy có đam đâu, mấy mày chào bò phải nồi. Nghịch với vui vậy thôi, thế ra liền phới quá ông nội, bãi nồi thiệt. Không sao, đây giờ là cho nhân tài khác vào, nhân tài này mới khủng nè. Cái này đấy kêu lên vậy. Rồi ok, nãy giờ mới vô đốt liền luôn, đốt là cháy máy luôn. Rồi ok, vậy đi ha, ổn hơn. Ôi sách cái kiểu ha, đốt đốt tiếp, đốt tiếp, đốt hoài luôn á thiệt, đốt là cháy đít luôn á, nó đốt nữa kìa. Tiếp em, tôi đốt thêm cái nữa đó. Đốt. Đốt là cháy hết, cháy hết tất cả. À, chị hiểu không? Ok. Đốt. Ấy, ơi mới giờ bị ngu luôn. Ôi, ơi. Bị ngu không không có đốt được anh em. Đốt. Đó, đốt 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 đốt. Đốt là phải cháy hết tất cả. Đi đâu là đốt bên đó ngay. Mày chịu không? Tao cho mày chị hiểu không luôn. Ôi ơi ngon lành. Thiếu teo hả? Có teo vào bốn cung thủ là ngon luôn á. Mà lóc hoài vậy. Đưa cho bà mà lóc nữa nè. Đó. Edwin. Edwin sắp 3 sao rồi. Sát thủ à,
Ờ gặp anh bạn tôi. Caffeine. Ôi Caffeine ổng thế giới kìa anh em ơi. Giết Caffeine ổng liền. Giết hết, không cho để trứng. Giết hết. Giết hết, không cho để trứng. Đúng rồi, giết. Đó. Ổn. Ok đấy. Sắp đây. Chờ ra cái này nữa anh em. Cái này thì lấy cho con Malok thôi. Đang nhảy là má nhìn không ra luôn á. Tèo. Ok. Nhưng cho 70 2500 nhân 70 thêm 1000 mấy là 3000 dam. Ok, chị hiểu không nữa kìa. Chị hiểu không? Cho mày lên dĩa luôn, mày ngồi đó mày hiểu. Hiểu với chúng tôi. Đốt nó. Đốt cháy nó, chạy hết. Mình thiếu con Rita nha, có Rita vô chơi mới sướng. Hiện tại team mình về sau thì hơi mệt đó nha. Hay vậy chứ về sau hơi mệt đấy. Rita đây. Có Rita. Để cấp luôn. Teo dù sao đó cũng bắn chất hơn thằng mắm này. Chắc mình bỏ này quá. Đó. Chân Teo nó bắn. Ồ cũng cần phép đây. Gặm. Nó ba kìa. Căng thiệt chứ. Mình gánh tim đấy. Mình nó gánh tim đấy anh em. Cố lên. Mình gánh tim đấy. Má ơi, nó gánh tim ghê quá. Ritter. Narod mới 1 à. Narod 1 thì chắc hơi cũng hơi quải tí. Nó bray tay cái kiểu kìa. Mày có ngủ không? Có đi ngủ luôn không? Đốt nè. Ôi nó chết mình chết ngắt luôn rồi kìa. Ok chịu. 3 trận rồi. Chưa biết mùi sách chi hồn là gì nha. Kiểu này là các bạn nên xem lại đây. Narod đây. Omen đây. Thủ không? Cái này nữa. One cat. Ghê vậy. Có mà lóc rồi sao chơi one cat được. Cái cứ thử thôi. Danh sao?
âm xuống rồi kìa. Nhảy hoài luôn kìa. Mà lóc nó cứng gì à. Chưa bùng nổ. Nói chứ là mình sẽ dẹp thằng Malok đi. Có tham, không có tham Malok nữa. Tham Malok là thua. Bảy thằng. Malok giờ cho vô thì được rồi. Ui sao lại gặp anh bạn của tôi trời. Omen 2. Cần như ta. Team này giờ không chứng chỉ là chết đấy. Đó phải vậy chứ. Đá vô đầu nữa. Đốt. Đốt đi. Đó phải vậy chứ. Căng quá. Phải nồi luôn anh em. Hello mọi người đang xem nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Anh em xem cho mình xin một like với nha anh em. Nha anh em bà con của mấy anh chị. Giữ lại. Kéo này xuống qua đây đi. Xíu mình kéo qua phải. Có thể là mình gặp ông Tiến nè. Không có con cặp Penny nè. Khả năng mình gặp ổng. Còn tìm sát thủ nè. Sát thủ Naruto 3 sao 2 sao. Ok. Vậy là có cơ hội là cho Rocker vô đó. Cho con này vô đó. Có cơ hội cho con này vô ấy. Nhường đồ lắm ấy. Tài nghiệp Richter của tôi lắm ấy. Thiệt, tài nghiệp Richter của tôi. Richter tôi vậy là sẽ bị thọt ngay. Sẽ bị thọt rất là nhiều.
ông không làm tốt cái bổn phận của ông là ông sẽ chết này. Tới của tôi đã tới giới hạn này rồi, ông không làm tốt cái vai trò của ông luôn. Rồi, tập 4 rồi. Liệm luôn, lấy liệm nha. Lấy liệm cho Richter. Đó. Theo. Không có. Không chơi caffeine luôn. Ok. Đây đâu đó. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Ông Long Ca mới gọi là cằn nè nè. Ông Long Ca mới gọi là cằn nha. Ông đó mới gọi là cằn. Long Ca lại chết với ông kia luôn. Phải nồi vậy. Ông Long Ca cũng hết chiêu luôn, hết đồ luôn. Có nên có dạy được không ta? Mấy đứa có ổn không ta? Có cộng không? Thử nha. Thử liền ngay và lập tức. Giữ lại. Ôi chật rồi, chết ngựa. Đá vô Long Ca kìa. Long Ca chậu lắm. Bằng vòng đi. Thấy không? Không đẩy vô Long Ca là chết ngay. Con này nó bá quá. Không đẩy vô được, không đẩy vô được. Hay. Cái bọc chết hết luôn. Cố lên. Mày được. Ơi sao, ôi sao mày chết trước thằng đó kỳ vậy? Sao mày lại chết trước thằng đó nhỉ? Giết nó, giết nó. Nó mất liệm, mất liệm trước mình. Ừ, hay quá. Anh này chết. Rồi ôi, cái ông Long Ca đúng đúng khó chịu luôn á anh em. Kiểu này là chắc mình phải giết giết qua bên đây. Phải giết qua bên đây thôi. Đẩy thẳng vô ông Long Ca luôn. Dồn hết tất cả những gì có được quốc dọn luôn. Có ai chơi Maloc không? Không ai chơi Maloc luôn. Thì bán Maloc luôn. Không chơi Maloc thì sẽ bán. Ai mua được cứ mua. Con cá còn 5 con nhưng mà không có được gì luôn. 7 3 sao. Đây. Rồi ok.
Ơi mình đẩy hụt rồi, chết ngựa chưa. Đẩy dây là sai, đẩy dây sai. Tôi nóng lại, không chấm chơi. Tôi nóng lại cái nữa. Rút máu, rút máu, rút máu. Rút máu. Ừ. Chết ngựa mình cũng bị rút máu luôn. Ôi. Căng ta. Lại cái này nữa hả? Cái đó thì ai chơi, ai chơi ban đầu đây. Gặp ông Long Cà đó nè. Hay, hay. Căng bãi thiệt. À, ông cho cặp phải đi bên đây hả? Phá tôi cái gì? Ok. Được. Tôi vẫn có cách, tôi chạy qua bên đây mà. Tiếng BM. Ừ. Phá thẳng vô đầu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Giết nó anh em. Còn Omen mà, hay quá Omen ơi. Hay thẳng vô nó luôn. Đúng rồi. Giết nó. Hay quá. Ông này chết. Vãi nồi, căng thẳng vãi. Đúng rồi, giờ đánh Vera được là ok. Vera nó giấu, nó phải giấu Vera. Thôi căng phết đấy. Vera để thẳng luôn kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Chưởng đầu nó. Cố lên, cố lên. Ê ê ê ê ê ê, đừng đừng. Quỳnh. Căng vãi. Trời ơi. Kéo về ra ở đây nữa nè. Chắc chắn nó sẽ kẹp được trong đây. Chắc chắn luôn. Ông kẹp, ông cứ kẹp. Ok, fine.
thẳng đầu nó. Bị thẳng đầu nó. Yeah. Cố lên, cố lên. Đừng có cho nó tôn gì hết á. Đúng rồi, giết con Vega nó. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Rồi, yeah. Hay quá anh em. Trời, căng vãi nồi luôn. Trận đấu cực kỳ căng thẳng. Trời ơi, ta nói là quá kinh. Hay quá, hay quá. Ờ, à, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em. There are voices in your head saying